mời quý vị theo dõi chương mục Quốc phòng toàn dân do Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, sau 3 ngày thi tài nghiêm túc sôi nổi, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức đã thành công tốt đẹp. Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh trao đổi, rèn luyện, nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng sư phạm trong giảng dạy chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục Quốc phòng toàn dân xoay quanh hội thi này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 là đợt sinh hoạt học tập chính trị có ý nghĩa quan trọng, giúp lãnh đạo chỉ huy các cấp nắm được thực trạng công tác giáo dục chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Từ đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới. Tham gia hội thi có 40 thí sinh là cán bộ chính trị từ cấp đại đội và tương đương đến cấp trung đội và tương đương, bí thư, phó bí thư chi bộ đến ủy viên cấp ủy cơ sở, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trực tiếp giảng dạy chính trị tại các đơn vị cơ sở. Các thí sinh chia thành 4 nhóm gồm 3 nhóm lực lượng thường trực và 1 nhóm dân quân tự vệ. Trải qua 4 nội dung thi bắt buộc là soạn bài giảng, gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử, thi kiến thức chung, thực hành soạn bài giảng điện tử và thực hành giảng bài kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài. Để hội thi diễn ra nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo phòng chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức, thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, ban hành quy chế hội thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. Theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy tỉnh thì phòng chính trị làm tham mưu cho Đảng ủy tổ chức cái hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, mục đích là để nâng cao cái chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang tỉnh, cho tất cả các đối tượng. Cụ thể là các đối tượng là gồm có 4 đối tượng, là một là hạ sĩ quan binh sĩ, hai là quân sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, ba là dân quân tự vệ, 4 lực lượng vận động viên. Trên cơ sở đó thì phòng đã triển khai cho các cơ quan đơn vị đã chọn những đồng chí có trình độ năng lực để tham gia thi cấp tỉnh. Ở phần thi bài giảng, mỗi thí sinh sẽ lựa chọn nội dung thi dành riêng cho nhóm mình. Cụ thể, thí sinh nhóm 1 lựa chọn các nội dung quán triệt các chuyên đề nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết ban chấp hành Trung ương Đảng, quân ủy Trung ương, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Nhóm 2 lựa chọn các chuyên đề trong tài liệu nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tài liệu học tập chính trị của hạ sĩ quan, binh sĩ. Nhóm 3, thí sinh được lựa chọn các bài trong tài liệu học tập chính trị của chiến sĩ mới, hạ sĩ quan, binh sĩ, tài liệu giáo dục chính trị cho quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng. Nhóm 4, lựa chọn các bài giảng trong tài liệu giáo dục chính trị của cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ. Phần thi kiến thức chung diễn ra dưới hình thức trắc nghiệm. Các thí sinh trả lời đề thi gồm 20 câu hỏi trong thời gian 30 phút. Phần thi soạn bài giảng, mỗi thí sinh được ban giám khảo phát đề bài và tiến hành soạn thảo nội dung trình chiếu trên phần mềm PowerPoint tại phòng thi với thời gian là 60 phút. Phần thi thực hành giảng bài cũng là phần thi sôi nổi và lôi cuốn nhất hội thi. Ở phần thi này, mỗi thí sinh thực hành bài giảng từ 1 đến 2 nội dung của bài giảng đã chuẩn bị, trong thời gian quy định từ 15 đến 20 phút. Sau đó, ban giám khảo sẽ nêu tình huống sư phạm để các thí sinh xử lý. Ngoài ra, ban giám khảo còn hỏi thêm một số câu hỏi phụ để làm rõ những nội dung trong bài giảng của thí sinh. Các thí sinh được vận dụng phương pháp giảng dạy thích hợp và phải sử dụng máy trình chiếu. Để phần thi thêm sinh động, ban tổ chức khuyến khích thí sinh sử dụng tài liệu, sơ đồ, mô hình, tranh vẽ hay băng đĩa phim tư liệu có liên quan đến nội dung bài giảng. Tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023, các thí sinh đều có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực ôn luyện với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều thí sinh mong muốn sau hội thi sẽ được học hỏi được nhiều kiến thức, tích lũy nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp trong giảng dạy chính trị. Từ khi nhận được kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tổ chức hội thi đó, thì bản thân cũng tích cực chuẩn bị các cái phần thi mà theo như quy chế của ban tổ chức đã đề ra, đặc biệt là về cái phần thực hành giảng. Thì các thí sinh thì có tinh thần rất là nghiêm túc, chấp hành nghiêm quy chế, đặc biệt là trong cái phần giảng thực hành
thì có nhiều đồng chí là thực giảng rất là tốt, được ban giám khảo đánh giá rất cao. Qua đó cũng làm cái cơ sở để cho các thí sinh khác học hỏi để nâng cao cái kỹ năng giảng dạy của mình trong thời gian tới. Còn với thí sinh Phạm Hoàng Giang, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã Phong Thành Tây, thị xã Giá Rai, khi được đơn vị chọn tham gia hội thi, anh chủ động sắp xếp công việc cơ quan, gia đình, dành nhiều thời gian để ôn luyện, nghiên cứu các tài liệu có liên quan, đầu tư tỉ mỉ cho từng phần thi, nhất là nội dung thi, soạn bài giảng điện tử và thực hành bài giảng, được anh tìm tòi tư liệu, hình ảnh minh họa nhằm làm phong phú thêm nội dung bài giảng của mình, từ đó tạo được ấn tượng với ban giám khảo. Kết quả, anh là một trong ba thí sinh đạt giải nhất của hội thi. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng, nỗ lực của anh trong suốt quá trình tham gia hội thi. Thủ trưởng ban chỉ huy quân sự thị xã cũng chọn bản thân tôi để tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Đây là bản thân tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Cho nên là sau khi được triển khai thì bản thân luôn cố gắng về nghiên cứu cũng như là thực hiện các cái nội dung chuẩn bị thật là chu đáo. Thì bản thân tham gia hội thi thì với tinh thần là học hỏi, trao dồi kinh nghiệm. Thì sau khi hội thi kết thúc thì bản thân cũng đã đạt giải nhất. Thì đây là một niềm vinh dự, cũng là trong thời gian tới thì bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để học hỏi kinh nghiệm cũng như là nghiên cứu các văn bản, các tài liệu để góp phần làm cho công tác giảng dạy chính trị ở địa phương ngày càng hiệu quả hơn. Theo đánh giá từ ban tổ chức, 100% thí sinh đều hoàn thành tốt các nội dung của hội thi. Đặc biệt ở phần thực hành soạn bài và giảng bài, nhiều thí sinh có kỹ năng và phương pháp soạn bài, giảng bài tốt, chủ động nghiên cứu, sưu tầm tài liệu vào bài giảng, sát với đối tượng và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nhìn chung qua cái hội thi, tất cả 100% các thí sinh tham gia dự thi đều làm tốt cái yêu cầu mà ban giám khảo như ban tổ chức đã đặt ra. Trong đó có những đồng chí biết sử dụng phương pháp giữa kết hợp giữa truyền thống và phương pháp giảng tích cực, nhuần nhuyễn, làm cho người học, đối tượng người học là dễ nghe, dễ hiểu và dễ ghi chép bài. Trên cơ sở đó, qua công tác hội thi thì nhìn chung là qua đánh giá là 100% thí sinh đều đạt là khá giỏi, cho nó có những đồng chí là đạt kết quả rất cao. Đây là một cơ sở để cho các những cán bộ là tham gia giảng dạy chính trị cho lực lượng dân tỉnh để học hỏi lẫn nhau, rút kinh nghiệm lẫn nhau, trên cơ sở để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang trong thời gian tới. Đồng thời trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy tỉnh sẽ chọn những đồng chí có cái giải cao để tham gia thi quân khu đạt chất lượng. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, ban tổ chức hội thi đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt kết quả cao. Sau hội thi, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục chọn những thí sinh có thành tích tốt tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị của quân khu. Thưa quý vị, hoạt động tư vấn tuyển sinh quân sự năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã chính thức khởi động vào đầu tháng 3 năm nay. Liên tiếp những tuần qua, các thành viên tổ tư vấn hướng nghiệp của ban tuyển sinh quân sự tỉnh đã có mặt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, trực tiếp tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các học viện, các nhà trường trong quân đội. Hơn một tháng nay, cứ đều đặn ngày thứ hai hàng tuần, các thành viên trong tổ tư vấn hướng nghiệp thuộc ban tuyển sinh quân sự tỉnh luân phiên có mặt tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh để tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2023 cho các em học sinh. Những buổi tuyên truyền được các trường tổ chức lồng ghép vào trong tiết sinh hoạt dưới cờ nên số lượng học sinh tham gia luôn đông đủ. Theo kế hoạch tuyên truyền hướng nghiệp năm 2023, ngoài giới thiệu những nét tiêu biểu về truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ban tuyển sinh quân sự tỉnh còn giới thiệu sơ lược về hệ thống các học viện, các nhà trường trong quân đội, đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho các em học sinh về chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh quân sự, các tiêu chuẩn về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, cách thức đăng ký làm thủ tục hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ,
địa điểm tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển tại địa phương, giải đáp thắc mắc của các em về quyền lợi của thí sinh và gia đình khi trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Tại trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, huyện Phước Long, 1.500 học sinh của trường phấn khởi khi được các thành viên trong ban tuyển sinh quân sự tỉnh và huyện trực tiếp tư vấn, giải đáp tận tình những thắc mắc liên quan đến tuyển sinh quân sự. Bên cạnh việc tư vấn trực tiếp, ban tuyển sinh quân sự tỉnh còn cấp phát tờ rơi để các em nắm thêm các thông tin cần thiết khác, qua đó giúp các em có thêm hiểu biết về ngành nghề đào tạo, thủ tục, tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của học viên khi tuyển sinh vào trường. Được phổ biến các điều kiện tiêu chuẩn tuyển sinh của các trường trong quân đội, những chính sách ưu đãi khi trúng tuyển, nhiều học sinh có thêm động lực, quyết tâm đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội. Em thấy trong 17 trường của quân đội thì em thấy ha, trường chính trị và trường biên phòng thì hai khối là tuyển khối C. Do đó là em đăng ký vào trường chính trị. Tại vì ngôi trường này nó đào tạo về xây dựng chính quyền và đảng và chính quyền. Và nó rèn luyện con người, rèn luyện đạo đức và tính cách. Và một phần nữa là cũng là truyền thống của gia đình em, nên là em quyết định thi vào trường này. Lý do để em chọn quân đội là nó không tốn phí, không mất tiền. Và thứ hai nữa là nó được lương trong lúc học, trợ cấp trong lúc học và lúc ra trường nó bảo đảm việc làm. Hôm nay có cái đoàn quân sự xuống tư vấn tuyển sinh cho trường em thì em thấy cái việc này rất là bổ ích cho em và các bạn có thể xác định được ngành nghề. Thì em thấy là trường quân sự nó có rất nhiều trường quân sự và rất nhiều ngành nghề đa dạng. Em nghĩ là ngành nghề mà mình lựa chọn thì nó phải phù hợp với nhiều tiêu chí em đưa ra, có thể là phù hợp với mức lương mình có thể lo cho gia đình của mình. Cũng có nhiều bạn cũng thắc mắc về cái ngành quân sự này mà không có lời giải đáp. Hôm nay có ngành quân sự tới đây giúp cho các bạn rất là nhiều thứ trong cái việc mà về chuyên ngành hoặc là đào tạo như thế nào, giúp cho các bạn có lời giải đáp cho cái ngành của mình để có sự chọn lựa đúng đắn để xem mình có phù hợp với cái ngành nghề này hay không. Để giúp các em học sinh, nhất là học sinh lớp 12 có nguyện vọng thi tuyển vào các trường trong quân đội, có sự lựa chọn trường, chọn nghề nghiệp phù hợp. Nhiều năm qua, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với ban tuyển sinh quân sự tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh. Theo đánh giá của nhà trường, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực được các trường đặc biệt quan tâm, tổ chức hàng năm, góp phần hỗ trợ cho các em học sinh có định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình. Đối với trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, năm 2023 nói riêng, cũng như hàng năm nói chung, thì cái công tác tuyển sinh rất là được quan tâm. Tại vì đây là cái bước ngoặt trong cuộc đời của các em để các em lựa chọn nghề nghiệp. Thì nhà trường đã phối hợp rất là nhiều trường đại học, chẳng hạn như Đại học Cần Thơ, Đại học Bạc Liêu, rồi Đại học Bách Khoa của thành phố Hồ Chí Minh v.v. để đến tư vấn tuyển sinh để các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với cái năng lực, cái sở trường của mình cũng như là cái điều kiện kinh tế. Thì hôm nay ban tuyển sinh quân sự tỉnh Bạc Liêu đến tư vấn tuyển sinh cho học sinh trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt. Thì trước tiên các nhà trường là rất là cảm ơn vì đã đem đến rất là nhiều thông tin bổ ích đối với các em học sinh. Trước tiên là về những cái chế độ chính sách, về cái phương thức tuyển sinh, về ngành nghề để các em vân vân, rất là nhiều cái điều kiện cũng như là cái cách thức để mà các em học sinh lớp 12 có thể là lựa chọn cho mình. Và hôm nay thì thấy cái tuyển sinh này là nói rất là chi tiết, rất là cụ thể. Thì các em, tôi nghĩ rằng là các em sẽ có những cái định hướng để lựa chọn vào cái học viện quân đội mà đúng như cái ngành các em yêu thích. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp, thực hiện nghiêm những quy định trong tuyển sinh quân sự, công tác tuyển sinh quân sự của tỉnh Bạc Liêu những năm qua luôn đạt được kết quả tích cực. Năm 2022, tỉnh có 57 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội, tăng 2,4% so với năm 2021. Điểm hấp dẫn của các trường quân đội là không chỉ miễn phí hoàn toàn trong suốt quá trình học, sinh viên còn được nhận tiền phụ cấp sinh hoạt hàng tháng. Khi ra trường, được phong quân hàm sĩ quan và được bố trí việc làm theo chuyên ngành đào tạo. Để công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 tiếp tục đạt hiệu quả cao, những ngày qua, ban tuyển sinh quân sự tỉnh và ban tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng nghiệp sâu rộng bằng nhiều hình thức,
trong đó có việc trực tiếp tuyên truyền tại các trường học. Mùa tuyển sinh quân sự năm 2023, các học viện, trường quân đội tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự, gồm có 17 trường, trong đó có 7 học viện và 10 trường sĩ quan. Các thí sinh đăng ký xét tuyển phải qua sơ tuyển tại địa phương, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Mùa tuyển sinh năm 2023 đã đến gần. Việc tổ chức tư vấn tuyển sinh quân sự là hoạt động quan trọng và cần thiết, không chỉ giúp các em hiểu rõ về công tác tuyển sinh của các trường trong quân đội, mà nó còn giúp các em nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.